thứ với bốn bạn nhỏ như thế. Nếu như mà mình làm mà mình không cẩn thận, không kỹ, hoặc là mình không có nương tay, hoặc là không biết cách làm, chắc chắn là bốn bạn nhỏ này sẽ không dựng lên được cái liều bánh bao tại sân khấu này. À, hoặc là có lên thì chắc là một tiếng đồng hồ nữa mới lên. Rồi bây giờ chia liều nè, đúng rồi, chia xéo qua, đúng rồi, đường đó đó con. Đường này làm đường này, đúng rồi, đường màu vàng. Đó, sợ cho đó. Lùi ngay lại con thì bên đây. Hai đứa sổ bên đây. Xéo đường này. Rồi quay ngay ra, đúng rồi, quay ngang qua, đúng rồi. Ok, rồi, sợ từ đầu. Đi từ đầu nè con, ở đây nè. Đây, ở đây nè. Rồi, thả vô. Đúng rồi, đi từ từ thôi nha. Một bạn đẩy phải đưa tay, một bạn đi thì đi từ từ thôi, đừng vội vàng. Bạn đẩy á, đẩy cho đều cho con, đẩy đều cho bạn trùng là đẩy từ từ thôi. Đừng có vội vàng, mình cứ đi hoài. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Con thì xích lên ha, khi rồi sau này cứ xích lên. Làm từ từ thôi. Cái này là cái mấy cái bóp, lát nữa mình xài đến nó sau. Bây giờ mình để đây. Chúc mừng các bạn nhỏ của chúng ta đã nhận món quà hôm nay.
Rồi bây giờ thì Diễu Dương đến thời học tập của các bạn thì xin mời hai bạn bên đây nữa, nãy giờ cũng rất nhiệt tình và bước lên ha để tạm biệt chuyên đề hôm nay. Bạn Ngấu Hồng lên luôn con. Ai nãy giờ đi nhiệt tình nữa ta, bạn nào tới từ đầu giờ đến giờ phát biểu ta. Rồi con hãy xin mời con bước lên. Cho nên là con có khó khăn mới bước lên. Rồi xin mời bạn Ấu Thích Đi nãy giờ cũng ngồi tham dự ngày hôm nay đã tham dự bước lên nhận quà. Rồi con đủ mà cho mấy anh thích nhiều. Rồi xin mời tất cả các bạn thiếu nhi chúng ta cùng lên đây để tạm biệt một cái chuyên đề, đó là chuyên đề về phòng chống và nhận điều hai ngày hôm nay cho các anh chị ở eo mình đang tổ chức. Xin mời các bạn. Rồi thiếu nhi đâu lên đâu mời con luôn, mời bạn Ấu nào. Rồi, ok. Rồi, đến đây tạm biệt.